Mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên em Phan Thành Long, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng sống với bà ngoại từ lúc 2 tuổi. Bà ngoại dù bị bệnh, tuổi đã cao nhưng vẫn cố gắng đi làm thuê mỗi ngày để nuôi em ăn học. Có những lúc Long tưởng chừng phải bỏ học. Để tiếp sức cho hành trình đến trường của Long, các thành viên của câu lạc bộ Hương Sen đã tặng học phí mỗi tháng 500.000 đồng trong suốt quá trình học đến hết lớp 12 nhằm san sẻ phần nào khó khăn cho hai bà cháu. Trời qua cũng 63 tuổi rồi, mà hắn trái cũng cho hắn bỏ đi rồi mua trời rồi. Nếu mà không có cái bên này hỗ trợ á, chắc có lẽ cô nuôi hắn học thêm, chắc cô nuôi cũng không nổi. Cái đối tượng mà hội đang hướng đến cũng như là tâm đắc là đối tượng đơn thân, người già neo đơn, cũng như là những cái hoàn cảnh các em mồ côi là chủ yếu. Cái địa bàn hoạt động thì không chỉ riêng là thành phố Đà Nẵng, mà nói chung là có dịp ở đâu hay là biết ở hoàn cảnh nào khó khăn, họ cũng có thể là kết nối để mà vận động. Cùng với Thành Long, các em học sinh mồ côi, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam cũng đang được tiếp sức đến trường. Trải qua 5 năm hoạt động vừa rồi, thì câu lạc bộ Hương Sen đã hỗ trợ được 45 hoàn cảnh khó khăn cho các em là học sinh và đã hỗ trợ là 35 hoàn cảnh các cụ già neo đơn. Câu lạc bộ đã có rất nhiều những hoạt động thiện nguyện được nối dài như tặng nhà cho các cụ già neo đơn, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, quyên góp xây trường và xây cầu cho các vùng sâu, vùng xa. Cụ thể, chương trình Trường học cho em đã xây dựng 2 điểm trường vùng cao tại tỉnh Hà Giang và tỉnh Bắc Cạn, duy trì mô hình siêu thị không đồng trong suốt 5 năm qua để tặng quà thiết yếu cho các gia đình nghèo tại Đà Nẵng. Trong thời gian sắp tới, câu lạc bộ cũng muốn là mở rộng thêm để giúp đỡ được hoàn cảnh khó khăn các em học sinh ở vùng cao, để các em có đầy đủ áo ấm, có thể hỗ trợ thêm cho các em về y tế, về học bổng.